Xin chào cả nhà. Hôm nay Trần Liêm sẽ giới thiệu cho mọi người một cây đàn rất là tuyệt vời. Ở bên Trần Liêm vừa được mới về luôn nha. Đó là cây Yamaha BRS770. Một cây đàn này còn zin và đẹp lắm nha mọi người. Và đặc biệt là cây đàn này chỉ rạn cạnh rất là nhẹ. Mình soi kỹ lắm rồi mới thấy được cái vết rạn của nó nha. Và cây đàn này hoàn toàn zin luôn nha mọi người. Rồi, bàn phím nè, trắng sáng và nút cũng trắng sáng luôn. Tất cả mọi thứ đều nhảy hết nha mọi người. Đây, đó, phím còn rất là căng luôn. Đó, phím rất là nhạy và những cái nút này đều rất là nhạy luôn. Đó, mọi người mua về là chỉ cần áp vô mà xài thôi. Rồi, cây đàn này của mình á, được tặng kèm cho mình một cái USB có chứa dữ liệu V24 của Trần Liêm hiện tại luôn nha. Rồi, và tặng được thêm một cái bao da 5 lớp nữa nè, tặng một cái chân ít đòi rất là chắc chắn cho mọi người sử dụng luôn. Và cây đàn này mọi người đem về nhà sử dụng đi xô cũng được nè, đàn phục vụ trong nhà thờ cũng được nè, hay là học tập cũng đều được luôn. Và đặc biệt là mình đi dạy thì cũng rất chi là thuận tiện cho mọi người luôn nha. Và cây đàn này chỉ có giá là 16 triệu đồng thôi. Chỉ 16 triệu đồng là có ngay một cái cây đàn S770 rất là chất lượng, bảo hành cho mình 3 tháng nha mọi người. Rồi, nếu như mà mọi người có nhu cầu muốn mua cây đàn này hoặc tư vấn về cây đàn này thì cứ gọi vào số điện thoại mà Tam Trần Liêm đã để ngay bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.